Lực lượng bảo vệ bờ biển của Nga và Trung Quốc mới đây đã tiến hành cuộc diễn tập tuần tra chung và thực hiện các sứ mệnh đối phó với tình huống khẩn cấp ở vùng biển ngoài khơi phía Bắc Thái Bình Dương. Đây là hoạt động nhằm tăng cường khả năng phối hợp giữa hai bên. Cuộc diễn tập có sự tham gia của các tàu tuần tra thuộc lực lượng bảo vệ bờ biển của Nga và Trung Quốc. Theo tuyên bố chung, hai bên đã diễn tập khắc phục thiệt hại và triển khai hoạt động cứu hộ với mục tiêu là kiểm tra năng lực phản ứng chung trước các tình huống nguy hiểm bất ngờ. Hoạt động trên được tiến hành phù hợp với các quy định quốc tế ở vùng biển ngoài khơi Bắc Thái Bình Dương. Ngoài ra, lực lượng hai bên cũng triển khai thêm các cuộc diễn tập truy soát các tàu bất hợp pháp và các nhiệm vụ khác nhằm tăng cường năng lực thực thi pháp luật của lực lượng hai nước.